bạn đã đến với kênh YouTuber của Thiên Lý Nguyên Lốc. Hôm nay quay video là xe bồn chở bê tông tươi để bơm vào cái cỗ máy bơm bê tông. Đây là một cái cỗ máy bơm bê tông, bê tông tươi. Được cho những cái nhà cao tầng và nó sẽ giúp được giảm cho dân công và chi phí cho xây dựng. Mời các bạn cùng đón xem và mình sẽ giới thiệu cái vòi của bơm bê tông. Đây là cái vòi của cái máy bơm bê tông, nó sẽ bơm rất là mạnh. Đây là một cái nhà mà người ta xây dựng, nhà rất là rộng và dài, nó khoảng tầm 200 m², dài là 20 m, rộng là 10 m, với kết cấu thép là người ta sẽ đan hai lớp, lớp trên và lớp dưới, với sắt xoắn là Q12 để đổ sàn nhà. Đây là các bác, các anh chị công nhân xây dựng đang làm công việc là kỹ thuật đổ bê tông và mặt sàn bê tông. Các bạn xem thích video, thấy hay thì hãy bình luận kênh, ủng hộ kênh, xin một like và bình luận và đăng ký. Xin cảm ơn các bạn nhiều.